là 2 tháng vừa rồi quán không có lãi. Nếu như mà em thấy bên đó không có sinh lời á, thôi em rút vốn lại đi, qua bên đây hùng hạp với chị. Quán kinh doanh không có lãi thì tao xin rút vốn. Suốt ngày mày chỉ biết nghe người ngoài thôi à? Mày nói với tao á là quán xá ế ẩm không có lời, nhưng mà mày có tiền đi mua xe mới. Mày nói vậy là ý gì? Còn mày không tin tưởng tao á thì mày biết. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng để hối tiếc, phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 tối thứ Tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.